bây giờ. Đúng rồi. Có thể đây rồi mọi người ạ. Đây đúng rồi đấy. Đây là cái nắp này này. Với cái đường hầm đó từ trong khu nhà kia mọi người. Khi mà ví dụ như bị vây bắt hay là có cái vấn đề gì mà nguy hiểm ấy, người ta sẽ chui ra đường hầm đó. Người ta chạy ra cái khu vườn rộng này. Bây giờ mình sẽ dùng hết sức chạy vào mọi người ạ. Mình sẽ đi hết sức. Ôi trời. Mình sẽ đi hết sức nhanh hết tốc độ và mới được. Ôi. Đây là mình liều mạng vào. Ngày hôm nay mọi người cùng theo tôi đi đến một khu rừng cao su, khám phá một ngôi nhà rất đặc biệt. Mà bên trong ngôi nhà có một đường hầm bí mật, được người ta đồn thổi rằng đường hầm thoát hiểm của thời xưa, của thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Ngôi nhà này trước kia là một ngôi nhà tranh, sau này được sửa chữa lại như bây giờ. Bây giờ mọi người cùng tôi đi đến để khám phá đường hầm bí mật này nhá. Thì hiện tại mình đã phát hiện ra ngôi nhà đó rồi mọi người. Ngôi nhà đó ở phía sau này. Thì mình cảm thấy là từ phía xa này này, mình nhìn thấy từ phía sau ngôi nhà đó nhìn rất là kiểu cổ kính mà làm theo kiến trúc ngày xưa ấy mọi người, rất là đặc biệt. Mình cho mọi người xem một vòng xung quanh này. Đó. Xung quanh đây thì cảm thấy là nó hoang vu và nó có sự âm u của những ngôi nhà của những người mà kiếm khách, những người mà ẩn tu ngày xưa ấy mọi người. Bên này, bên này thì chắc là một cái nhà nán trại dựng lên để có thể là bên kia có một cái giếng. Tí mình quay cho mọi người xem. Giờ mình đi vào nhà luôn nhá, đi vào trong nhà luôn để khám phá con đường bí ẩn cho mọi người xem luôn. Đây mọi người. Bắt đầu vào trong cái khu nhà này mọi người thấy không? Đây là người ta trưng bày lại những cái sự rất là cổ kính, những cái đồ cổ này. Đó. Bên trong ngôi nhà này, mọi người thấy không? Có những cái đồ ngày xưa người ta bậy cá này, nơm, có những cái chạn. Vậy đây có thể là một cái ngôi nhà cổ ngày xưa mà người ta mới sửa lại mọi người ạ. Bếp này. Và có một cái chú đang coi, chú đang nằm đây. Anh ở đây vậy từ bữa giờ đã xuống đây bây giờ chưa? Chưa xuống. Mà ngày trước anh có thấy người ta du lịch xuống đây rồi đúng không? Chưa. Có vài người xuống rồi. Cái ngôi nhà này là mới sửa lại, còn trước là ngôi nhà tranh này. Trước là ngôi nhà tranh. Kiểu người ta làm tượng trưng cho một cái ngôi nhà thời kháng chiến đúng không? Đúng rồi. Đấy, ý là ngôi nhà này người ta làm lại cái ngôi nhà bằng gỗ như thế này thôi. Còn trước kia nó bằng ngôi nhà tranh nữa. Nó là một cái căn nhà tượng trưng cho một cái căn cứ gọi là hoạt động kiểu bí mật ngày xưa, và sau này người ta sẽ được đưa vào gọi là làm du lịch. Hầm này á là đã rất là lâu rồi chứ không phải là mới. Từ khi căn nhà cũ nó đã có là nó đã có cái hầm này rồi, thì sau là nó thay đổi từ mái nhà tranh bây giờ là biến thành một cái nhà như thế này. Và đặc biệt sau đó là mình thấy một cái phát hiện một cái hầm như đây đó. Như mọi người thấy là cái hầm này. Đó. Và mình cũng tìm hiểu cái hầm này là độ sâu ở dưới là tầm từ 2 đến 3 mét hơn. Tại vì nó có 2 tầng. Và hơn nữa là cái chiều dài của nó là khoảng 60 mét. Tầm khoảng 60 mét. Thì cái hầm này anh có biết nó hướng nó đi ra hướng nào không? Nếu theo anh tìm hiểu thì từ đây mình có thể đi ra hướng trước mặt cái ngôi nhà ra ngoài kia khoảng từ 5 đến 60 mét tầm cỡ đó. Chừng nào mà kiếm được cái quạt á, cái quạt mà ở dưới đó. Anh coi cái anh coi cái đường điện ở đâu? Không, em thấy còn bóng mới này. Sâu. Ô, nó càng dần càng đi xuống sâu mọi người ơi. Đây mình xuống như mình xem. Mà nó gần như là nó vào mùa này nó không có oxy. Ôi giời. người, nó xuống sâu lắm. Mà quay lên thôi, con cảm giác hình như nó không có oxy đâu. Thế đấy, hình như không có oxy anh Đậu. Thở không nổi nữa. Không chơi được đâu. Càng vừa xuống với cả nhà phát là bay như tiêu phân vòng. Bây giờ mình sẽ dùng hết sức chạy vào mọi người. Mình đã đi hết sức. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Mình sẽ đi hết sức nhanh, tốc độ vào bao nhiêu. Ôi. Đây là mình liều mạng vào. Trong còn sâu lắm mọi người ạ, không kịp nữa rồi. Lên thôi. Mất oxy mà. Mất oxy. Ôi. 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 Thật sự mọi người, thì bây giờ mình lên tới cửa này. Cái cảm giác của mình bây giờ nó là, nói chung là nó cảm thấy nó hạnh phúc vô cùng mọi người. Mọi người biết sao không? Mình vừa chạy từ dưới chạy lên đây. Nói chung là khi mà người ta, mình nghĩ rằng là khi cái đây này, trên đây là cái sập này. Khi mà người ta làm ra cái hầm này ấy, mục đích của người ta là để ngụy trang. Khi mà gặp một cái vấn đề gì đó, người ta sẽ trốn đây như thế này. Bắt đầu người ta sẽ kéo cái tấm này lên, để gọi là đánh mất luôn cái dấu và chui lên đây. Đó là cái đường hầm của người ta, rồi là thoát đi một cái chỗ nào đó. Bây giờ mình sẽ đi ra hỏi cái cảm giác mà khi mà xuống cái hầm này của một người đi theo, một số anh em đi theo mình xem là như thế nào nhá. Như anh Đồng đây. Anh Đồng, nãy anh xuống anh cảm giác sao? Anh thở xíu. Vẫn thở. Đó. Thưa mọi người, nãy thì Đồng xuống đó thì được khoảng 10 mét rồi. Thì cảm giác là mới đi đầu xuống thì không khí hơi thiếu thì vẫn thở được. Nhưng mà đi khoảng 5 mét tiếp theo thì lượng CO2 nó nhiều hơn lượng oxy, bắt đầu khó thở. Thì Đồng xuống khoảng 10 mét thì cảm giác như giống như mình bị chìm dưới nước luôn đó. Không thở được. Và cái đầu này nó giống như thiếu oxy lên đó. Nó kiểu muốn nổ tung cái đầu. Đồng phải quay lên gấp, Đồng chạy lại đó. Nói chung lên đây là đổ hết mồ hôi một kia. Đấy là cảm giác của những người mà cùng xuống cái đường hầm này với mình mọi người ạ. À, vậy là cái đường hầm này để là di tích thôi chứ anh? À. Thì kiểu mô phỏng lại sau này. Có một cái giếng, mình lại cho mọi người xem một cái giếng này một tí nhé. Nói chung là ở đây là một cái số cái di tích của người xưa đấy. Wow, kinh khủng mọi người. Cái giếng mà nó sâu mình nghĩ rằng là khoảng vài chục mét. Trời ơi, nó sâu, trời ơi, kinh khủng. Đây mình nghĩ rằng là cũng có thể là một cái trong cái phần di tích lịch sử mà người xưa để lại. Đó. Còn cái đường hầm đấy thì mình nghe nói là nó là những 60 mét. Nó chạy dài từ trong nhà đó, trong căn nhà đó, chạy dài hoài ra 6 ra mãi ngoài kia mọi người ạ. Nó có thể là để mô phỏng lại một cái đường hầm để thoát hiểm, một đường hầm bí mật khi mà gặp một cái kẻ thù hay gặp một cái nhóm quân nào đó đến bao vây cái ngôi nhà này, thì mình sẽ xuống hầm và mình chạy ra con đường khác. Còn bên này thì mọi người có thể thấy là đó, thấy không? Khu này rất là hoang vu, một ngôi nhà mình cảm giác như kiểu là một ngôi nhà ở giữa một cái rừng trúc, giống kiểu như đóng phim kiếm hiệp với mọi người ạ. Phải không? Vậy là người ta đào tượng trưng cho tôi, chứ không phải là đường hầm thật đâu, đúng không? Nếu đường hầm thật thì nó phải đi ra thật xa lúc nãy. Không, kiểu như biết là cái trong đó là cái nhà tranh ấy. Là họ xây trong nhà vậy đó, mỗi khi có kẻ thù hay kẻ địch tới truy tìm họ thì họ sẽ chạy đường hầm đó và đi ra đây để lẩn trốn ra. Thì họ không ai biết hết. Đúng rồi, đúng đây tối rậm lắm, không phải như bây giờ. Đúng rồi. Có thể đây rồi mọi người ạ. Đây đúng rồi đấy. Đây này, cái nắp này này. Có cái đường hầm đó từ trong khu nhà kia mọi người. khi mà ví dụ như bị vây bắt hay là có cái vấn đề gì mà nguy hiểm ấy, người ta sẽ chui theo đường hầm đó, người ta chạy ra cái khu vườn rộng này, và ra khu vườn này thì có thể là mất dấu luôn, người ta sẽ đi ra ngoài. Tại đây vì trước giờ Khang biết đó, trước là cái rừng cây rậm lắm như bây giờ đó, là trong nhà không thể nhìn ra được. Đây, đây có một cái ao này, lúc này mình nghĩ rằng như vậy mọi người ạ, là khu hầm nó chỉ chạy ra đây thôi. Đó, đấy là một chuột rồi đấy, đây đúng là căn hầm đấy rồi đấy. Người ta làm cái này để cho đánh dấu đấy, đánh dấu với là che lại mọi nó cát rồi đấy, lúng nó xuống. Miệng hầm rất là nặng và do trời mưa nên có thể là sập bất cứ lúc nào, nên mình không thể mở quay cho mọi người xem hết.